Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với dự án của nhóm mình. Đây là dự án điều khiển căn nhà thông minh bằng điện thoại. Chúng ta sẽ có 3 cách điều khiển. Đây, thứ nhất là điều khiển bằng tay, nhất là điều khiển bằng tay, các công tắc điều khiển bằng tay đây. Thứ hai là điều khiển qua app bằng điện thoại. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ có một chế độ tự động và đặt ở trong app điện thoại. Chúng ta sẽ đến với lại điều khiển bằng tay trước nha. Ok. Đầu tiên thì chúng ta đăng nhập app nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ điều khiển đèn thứ nhất. Đèn thứ hai. Đèn thứ ba. Và quạt. Đây, như các bạn đã thấy thì app được nhận dữ liệu từ mạng và nó sẽ nhảy. Còn nút này là nút bật tắt tất cả nha. Chúng ta sẽ đến với nút tắt tất cả. Đây, các bạn sẽ nhìn trên app thì app sẽ được nhảy lấy data từ ở trên mạng về. Tiếp theo thì chúng ta sẽ điều khiển qua app nha. Đây là đèn thứ nhất. Do mạng mình hơi chậm nên relay kích hơi chậm các bạn. Đèn thứ hai. Và đèn thứ ba. Tiếp đến là đến quạt. Rồi. Ok. Xong phần điều khiển bằng tay qua app thì mình có thể chuyển sang chế độ tự động. Đầu tiên thì các bạn sẽ bật tắt tất cả đi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái cơ chế tự động của căn nhà thông minh này. Trước hết là về chế độ xài quạt tự động. Mình sẽ nói sơ qua các bạn về cái phần nguyên lý hoạt động nó, đó là khi mà nhiệt độ phòng ở trong phòng mình cài cho cái ngưỡng, nếu như cái nhiệt độ phòng vượt qua cái ngưỡng nhiệt độ cho phép của mình thì quạt nó sẽ bắt đầu tự động bật lên. Ví dụ như nhiệt độ phòng hiện nay đang là 34 độ C thì mình sẽ cài cho nhiệt độ ngưỡng của nó là 28 độ C và mình bật chế độ tự động lên. Như các bạn thấy, quạt nó đã bật rồi. Và vì do mạng hơi kém nên trên app là nhảy vào trên bây giờ trên app đã nhảy lên, các bạn có thể thấy ở đây. Đây. Rồi, sau đó nếu như mà đang ở chế độ động, mình không thể sử dụng chế độ bật công tắc bằng tay được. Nếu mà mình sử dụng bật tắt tay thì nó sẽ có tiếng kêu bíp bíp như thế này. Và mình cũng không tắt được trên app luôn. Nó sẽ có hiện chữ đang trong chế độ tự động. Đây, như các bạn đã thấy. Và nếu muốn để mình sử dụng bằng tay và tắt trên app được thì mình phải vô cài đặt của quạt tắt chế độ tự động đi. Rồi, mình sẽ quay lại, quạt đã tắt rồi. Giờ các bạn sử dụng bật tắt bằng tay được. Các bạn đợi một chút. Rồi, bây giờ quạt sẽ bật bằng tay. Đây, nút công tắc quạt đây. Đấy, như các bạn đã thấy nó không còn kêu nữa. Và quạt, cái ký hiệu quạt ở trên app cũng đã sáng lên. Bây giờ mình sẽ tiếp tới qua phần giới thiệu của chế độ tự động bật đèn trong phòng. Bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt của chế độ đèn. Như các bạn đã thấy, nó sẽ có hai chế độ. Nếu như không ánh sáng trong phòng thì đèn nó sẽ sáng lên. Đây, mình đã bật chế độ cài đặt ánh sáng. Sau đó mình sẽ che cảm biến ánh sáng trên bộ điều khiển. Đấy, các bạn có thể thấy đèn trong phòng đã bật. Và trên app cũng hiển thị ba đèn đã hoàn toàn bật sáng. Và mình cũng tương tự, mình sẽ không sẽ sử dụng được công tắc ở trên bộ điều khiển, nó sẽ kêu tít tít như thế này, ba đèn. Nếu nó muốn làm gì đó mình cũng sẽ phải tắt chế độ tự động của đèn. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt, đèn nó là tự động tắt rồi. Và đèn trên app nó cũng đã tắt.
Bây giờ mình sẽ sử dụng công tắc bật tay, đèn số 1. Đèn số 2. Và đèn số 3. Đấy, ở trên app nó cũng đã xuất hiện tín hiệu đèn đã sáng. Và bây giờ mình sẽ tắt vào trên app. Đèn số 1. Đèn số 2 và đèn số 3. Đấy, toàn bộ đèn đã tắt, kèm theo tắt quạt luôn. Xong, và mình đã hoàn thành phần tắt quạt đèn theo chế độ tự động. Bây giờ mình sẽ đến với phần khí ga. Như các bạn đã thấy, khí ga hiện tại của nó trên màn hình LCD đang hiển thị là 13. Và bây giờ mình sẽ, nếu khí ga nó vượt cái ngưỡng cho phép của mình, vượt ngưỡng an toàn thì tín hiệu nó sẽ kêu. Đấy, nó đã kêu rồi. Và khi hết khí ga, nó sẽ ngừng kêu. Bây giờ mình sẽ bật toàn bộ đèn và quạt trong phòng lên. Và một lưu ý nữa, trong chế độ tự động, hiện tại thì quạt của mình đang trong chế độ tự động và đèn cũng thế. Thì lúc này nút công tắc tổng các thiết bị trong phòng sẽ bị vô hiệu hóa. Khi các bạn sử dụng nó sẽ như thế này, nó sẽ kêu bíp bíp và không bất kỳ một thiết bị nào được tắt cả. Nếu muốn trọng, ví dụ như các bạn muốn sử dụng chế độ tự động của đèn mà muốn tắt quạt hay bật quạt thì các bạn sẽ tắt chế độ tự động của quạt đi. Đây, như thế này. Đấy, chế độ động quạt đã tắt và quạt cũng đã tắt rồi. Bây giờ các bạn muốn bật quạt, bấm công tắc tổng, tất cả quạt trong phòng sẽ được bật lên và đèn không bị ảnh hưởng gì và ký hiệu quạt cũng đã sáng. Và tương tự với chế độ tự động của ánh sáng của đèn, thì nếu như các bạn muốn sử dụng nó, các bạn sẽ tắt chế độ ánh sáng đi, các bạn quay lại. Bây giờ các bạn muốn tắt ánh sáng trong phòng mà giữ nguyên quạt trong chế độ động, đấy, nó sẽ như thế này. Khi mình bấm công tắc tổng, toàn bộ ánh sáng trong phòng đã sáng và quạt vẫn trong chế độ tự động như thế này. Và mình khi đó mình đã tắt chế độ tự động của đèn rồi. Đấy, rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.